Theo đó, nhân viên không lưu khi thực hiện nhiệm vụ phải có giấy phép và năng định còn hiệu lực. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu có trách nhiệm bố trí đủ nhân viên không lưu phù hợp với vị trí công tác. Thông tư mới bổ sung lĩnh vực mà giám sát viên an toàn hoạt động bay trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam và Cảng vụ Hàng không được cấp thẻ giám sát viên để thực hiện. Cụ thể, bổ sung nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên quản lý hoạt động bay. Các nhiệm vụ đã được quy định từ trước bao gồm quản lý hoạt động bay, quản lý không lưu, khí tượng hàng không, thông báo tin tức hàng không, tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng, phương thức bay, bản đồ, sơ đồ hàng không và dữ liệu hàng không, thông tin dẫn đường giám sát. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7.